Ủa đi nè, không ăn đi con. Cô giáo đãi nè anh. Sao? Cô giáo đãi nè. Ủa vậy hả, cô giáo cho ăn gì vậy mà đãi ngon vậy? Chưa biết. Chưa biết hả? Cô giáo đãi. Bây giờ mình ăn, hôm nay mình sẽ nấu cái món cà ri nha cả nhà. Một lát nữa mình sẽ trở thành con món cà ri gà. Hôm trước chị Huệ chỉ em á, lâu rồi giờ em quên rồi, giờ phải làm lại. Không có chuyên nghiệp, lâu lâu nấu cái là quên, hỏi lại. Mình nấu nhà ăn, nói vậy đó là nấu nhà ăn thôi. Mới học nấu nhà ăn. Giờ mình sẽ làm giác cá cho mình ăn. Bữa hôm qua ba nấu gì đó gì là cái gì? Mì quảng. Mì quảng. Dở hả? Nó thấy có cái nồi cũng đậm đặc không mà dở. Màu á, bỏ màu. À và hai hả? Mà nấu mì quảng. Nấu mì quảng luôn thấy. Nấu cho con bả ăn nó sợ thật thà nó làm nhiều lắm. Ờ, cái nồi nhỏ xíu. Mà ăn đúng không? Nó thấy cái mặt con qua chằm chằm đó hả? Nó ghét. Nó ghét thì mình mệt. Lên nằm nó hoài. Qua nó ghét quá. Chứ là nó nằm trên tinh nó hoài. Chị chép lấy cái ghế ra cho. Cái ghế ra cho bà nằm chứ. Rồi, bánh mì cá hộp. Có thì mình phải sử dụng chứ. Sử dụng đi. Nhận nhận gì? Biết sao? Giờ thì 7 năm rồi. Biết sao? Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào nấu món cà ri nha cả nhà. Cái này là khoai lang với lại khoai môn. Đây là khoai lang ha, với lại khoai môn. Còn đây là một con gà tam hoàng nha, là gà thả vườn đó cả nhà. Còn đây là tỏi, hành, sả, củ hành tây sắc khúc và lá cà ri. Đó, bây giờ mình sẽ tẩm ướp vào gà trước nha. Cái này là cái lá cà ri. Mình chỉ pha một cái chén gia vị rồi mình hát trộn vô gà nha. Cái này là một muỗng hạt nêm ha. Sau đó rồi bột ngọt. Đó, bột ngọt ha. Có đường. Mình làm vậy nó đều hơn các bạn. Đường, 2 muỗng đường ha. Tuy không? Chút xíu muối, muỗng nhỏ muối rồi mình trộn đều lên nha. Rồi bắt đầu mình ướp vào gà nha. Rồi mình lấy củ hành, củ tỏi nãy mình làm sẵn á. Lấy phân nửa ra để mình ướp thôi các bạn. Rồi một lát nữa còn phân nửa còn lại để mình xào cho nó thơm. Bỏ lát luôn. Chú ăn cái này xào á, cho thơm. Mà đã thấm trong tiếng đồng hồ không? Em biết là xong rồi bỏ hành đậu ra xào đi. Khi mà mình bóp xong rồi thì cái này mình để trong vòng 1 tiếng ha.
Nay muốn đầu bếp từ từ Trần Khắc Chân vô đây để nấu nấu cà ri, phải muốn đầu bếp. Nói chung là món này ai cũng nấu được, nhưng mà tại vì cái người này nấu chuẩn hơn, là tại vì thường xuyên hơn cho nên là đây bỏ khoai phải làm vô. Ủa cái này có khoai môn nữa nè, khoai môn luôn. Thì bỏ khoai môn vô trước, khoai môn nó lâu chín. À vậy hả? Bỏ khoai môn vô. Mai nãy nha, bỏ nhau cho chị quay đi. Quay rồi nha. Lúc mà ấy thì bỏ cái này vô trước nha, đừng cái này, cái này nó lâu chín hơn không? Lúc mà nấu á. Bỏ vô cái này khoảng 10 phút thôi mà bỏ cái này. Cái gì để nói đi chứ. Mua 10 triệu sao đi. Biết xài xài mấy nhà, mua mấy nhà. Hai người thôi nhà, giờ mới có giận ra. Nè đó cũng đỡ rồi. Đổ xíu dầu, dầu nhiều quá, ăn dầu mỡ. Trời cái gà nó ra nữa. Cái gà nó ra dầu nữa. Phi hành tỏi cho thơm ha. Thơm xong rồi cái bắt đầu cái là mình đập ta xả, mình bỏ vô mình xào luôn cho thơm luôn. Đây đó, mình xào hơi hơi đi rồi một lát nữa mình lấy lá cà ri mình bỏ vô mình xào luôn nha. Trời ơi có lá cà ri rất rất là thơm luôn. Thơm không? Đó bây giờ mình tước lá cà ri mình bỏ vô nha các bạn. Hoàng là gà thả vườn á. Cái này thì gà cái thịt nó săn hơn là mình nấu gà ta, gà Tây, gà Mỹ. Nữa. Gà này nó ngon hơn, còn có nhiều người ta muốn ngon á thì người ta mua gà ta. Gà ta thì nó dai hơn. Mình xóc vậy cho nó đều, nó thấm, nó áo hết tất cả các gia vị vô trong những cái miếng gà. Cái người ta chiên lên á, chiên lên dầu mỡ. Thôi cái này khỏi khỏi chiên, mình xóc vậy được rồi. Chiên cho nó có là gà. À, đây là làm cái này có cái hũ này như nào đó, có cái hũ này đó mới là ngon nha. Đó, khi nào mà mình nấu xong rồi đó, nấu xong rồi đó gần không cái nồi cà ri rồi đó mình mới bỏ cái hũ đó vô. Nó hương vị nó rất là ngon ha. Lá là thấy nó ngon. Ừ. Chỉ ướp với bột thôi. Nếu mà gì ướp thì ướp với bột thôi. Rồi. Nó xăng rồi nó đổ ra. Tại vì Lan không muốn ăn béo nhiều thì đó cho vô xíu nước sôi cũng được. Đó, con thấy mấy kim nước to đi. Ở đây đổ nữa nè. À, bình thủy kìa. Hai cái cắt đi. Đổ vô nha. Cái này là sữa tươi nha. Ôi cái nồi vừa nước dừa mà vừa sữa tươi nữa cho nó béo. Ăn cho nó béo thì là béo, mà thường thường nấu cà ri là phải có nước dừa thì nó mới ngon. Nêm ra theo mỗi vị của mỗi người nha.
À, mình nêm theo khẩu vị của mỗi người nha. Đường, muối, bột ngọt. Này là bột ngọt. Ai muốn ăn sao thì mình tự ý mình nêm cho vừa miệng của mình ha. Mà cái cà ri người ta phải ngọt ngọt hay gì, mấy gì đó ngọt. À, cũng được. Ngọt. Thì cái nước dừa nó cũng có vị ngọt ngọt á. Rồi bây giờ nó sôi lên rồi đó các bạn, rồi cái mình mới là mình vớt bọt ra. Sôi quá chừng không? Vớt bọt ra đó ha. Rồi sau đó mình mới múc cái này nè, mình đổ vô. Thì cái này là cái hũ cà ri mà nó ướp dầu ở trong đó đó, để cho nó lâu hư á. Thì mình bỏ vô mấy muỗng vậy đó, thấy cái màu rất là đẹp ha. Mà nó lại ngon hơn nữa. Tùy theo mỗi người thích ăn nhiều thì bỏ nhiều. Rồi bây giờ mình phải bỏ khoai môn vào trước nha, bởi vì khoai môn nó lâu chín hơn là khoai lang. Rồi khoảng 10 phút sau mình mới bỏ khoai lang nha các bạn, để cho nó sôi lên chút xíu đi ha. Món cà ri này á, có khi mình nấu cà ri chay cũng ngon lắm. Mình thế thịt bằng đậu hũ với lại chả chay rồi nó bỏ vô ăn tuyệt vời luôn á các bạn. Đó, bây giờ tiếp tục mình sẽ bỏ khoai lang vô nè. Đó. Thì khoai lang hồi nãy mình đã chiên rồi cho nên nó cũng màu chín lắm. Rồi cái mình để nó sôi rồi mình nêm nếm lại ha. Chứ mình đừng có để lâu quá nó rã. Bây giờ mình mới là đổ cái nước cốt dừa là hồi nãy vô nè. Cái là nước cốt nha các bạn, béo dữ lắm. Rồi mình để sôi một dạo lên rồi mình tắt bếp là được rồi. Rồi mình mới là bỏ cái củ hành tây này vô lên. Thì khi mà mình bỏ củ hành vô rồi thì mình phải tắt bếp đi các bạn, nếu để lâu quá nó mềm. Rồi coi như là đã xong rồi cà ri rồi ha. Rồi xin mời cả nhà mình hãy thưởng thức thử cái món cà ri mình mới nấu coi như thế nào nha. Đây mình múc ra tô nhìn hấp dẫn ha. Thì cà ri thì cũng phải ăn với bánh mì, ăn với cơm cũng được, ăn với bún. Và đây là một cái chén nước chấm. Thì hồi xưa thì mình thấy người ta hay làm một cái chén muối ớt á các bạn, ăn với lại gà, chấm gà ăn. Nhưng mà bây giờ mình mặn một miếng chanh vô nữa cho nó đỡ mặn ha. Còn đây là bún. Đó, mình chan cà ri lên ăn thử coi nó ngon không. Chứ thường là mình ăn bún tươi. Nhưng mà mình thấy ở nhà mình có bún khô thì mình trụng lên mình ăn ha. Sau khi mình nấu xong món cà ri này rồi thì mình sẽ ăn thử nha các bạn. Lâu quá bây giờ mình mới nấu lại cái món này. Đó. Thì thường thường người ta ăn cà ri á là người ta sẽ ăn với bánh mì ha. Đây có bánh mì đây, nhưng mà hôm nay mình ăn thêm món bún nữa. Thường thường người ta nói là ăn bún cà ri đó. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn, mời các bạn ha. Vừa ăn rồi, còn nếu mà ai mà ăn mặn thì thêm miếng muối. Muối ớt nè, muối ớt chanh thường thường là cà ri là phải nấu cho cay. Nhưng mà bây giờ ở nhà mình nó có nhiều người ăn, sợ mấy đứa nhỏ nó ăn không cay được á. Cho nên mình không có bỏ ớt nhiều. Nên mình phải để ngoài. Thì cái món này các bạn biết không? Thì gồm có những cái nguyên liệu như vậy đó ha, nhưng mà cái lúc mà nấu á thì á hồi xưa mình nấu với nước dừa với nước cốt dừa. Thì bây giờ mình nghe người ta chỉ là phải thêm sữa tươi để cho ăn bớt bị khó tiêu đó các bạn.
Thì hồi nãy mình có bỏ vô một bịch sữa tươi á. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử cái miếng gà này nha. Gà đó người ta nấu á, hồi xưa má mình nấu á, là nấu gà ta rồi nó dai hơn, nhưng mà bây giờ mình thấy thôi, mình lấy mình mua cái gà mà gà tâm hoàng á, hoặc là gà tâm hoàng là gà thả vườn á, thì ăn cái gà đó cũng được rồi, nhưng mà mình đừng có hầm lâu quá thì nó sẽ mềm quá. Ri thì nói chung là cái món rất là thông thường ha, những cái ngày giỗ để tiệc gì cũng hay nấu. Mời cả nhà nha. Thịt nó vừa ăn lắm, coi như là nó không có mềm lắm, vừa đủ ăn. Cái này là bún. Tươi quá, bạn biết không? Ba mình lần xưa rất là thích ăn cà ri. Có một hôm ba chế biến ra, ba kêu là trụng hủ tiếu rồi ăn chung với cà ri. Là cái đó chế biến vậy đó mà ba thích ăn lắm. Là cái mình cũng ăn thử thấy được, ăn ngon, cũng giống như là bún vậy đó, nhưng mà cái cọng hủ tiếu thì nó mềm. Hôm nay nó làm thời trang, hôm nay vô bếp nấu món cà ri ôn lại chứ không thôi lục nghề. Hồi xưa á, mình đâu biết nấu đâu, cái lên trên Đà Lạt á, cái chị bảy với chỉ nấu một lần nữa thôi à, sau này không có nấu nữa. Rồi hên quá, hồi nãy á, chuẩn bị nấu cái nhỏ cháu con Cúc á, nó vô đó, nó để con nấu cho gì đó. Có người á, thì nấu với lại khoai tây với khoai lang. Hồi xưa mình ở trên Đà Lạt, má chồng mình nấu khoai tây nữa, khoai lang với khoai tây luôn. Còn ở đây thì mình nấu khoai môn, rồi phải xả. Hồi xưa xả là mình phải băm ra, bây giờ không cần băm, giờ để thắt khúc vậy ra cái mình đặt ra, chỉ còn nghe mùi xả là được rồi, thơm rồi. Ông mà ăn với bún này cũng ngon lắm nha. Giờ mình ăn thử bánh mì nha. Khoai ăn mì số 1 luôn, ngon. Ấn Độ người ta ăn cà ri nè, cái gì nó nấu cũng bỏ cà ri. Ấn Độ ăn cà ri với cơm, mình ăn với bánh mì. Bún không, cái nước vừa lắm, không cần phải ấy nha chị là vừa lắm. Mới hồi cũng lạc nhưng mà không có. Tại vì cái bún này là cái bún trụng, là bún khô á. Chứ nếu như mà mình mua cái bún tươi á thì á, nó sẽ lạc. Bún tươi ăn ngon. Phải làm mà tao mới ăn là ngon ghê không? Wow. Tối này đang xài thì giờ cái này đi. Không, tại vì cái này nó hơi kình còng khô luôn. Nè, cái này cũng đang cái này được nè, cái này dày nè. Hồi nãy mới chị qua không thấy. Rồi, nói chung là review ăn thử nãy giờ cái món bún cho các bạn xem rồi ha. Rồi bây giờ mình xin tạm biệt nha. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau nha. Nếu như mà mình có cái món gì mà mình nấu chia sẻ cho các bạn xem ha. Đó, các bạn nhớ nha, phải bỏ sữa tươi để mà nó phụ với đường nước dừa, chứ đừng bỏ nước dừa nhiều quá là nó ăn ở cổ khó tiêu lắm đó. Cái cách này của người ta chỉ á. Rồi thôi, mình xin chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại video sau. Chúc cả nhà được vui vẻ và nấu những món ngon cho cả gia đình ăn. Rồi, xin chào. Thank you.
Thank you.